tí nó có cái màu nâu nâu giống vậy nè. Ở dưới thì rất là nhiều giá hẹ rồi, bây giờ tôi là tắt lửa luôn. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách xào hủ tiếu giá hẹ. Hủ tiếu thì Taylor mua cái loại tháp thái này, cái loại mà bánh phở tươi mà cái loại mà cái cọng bự á, cọng bánh phở bự nè. Ở ngoài chợ Việt Nam chợ nào cũng có bán hết á. Rồi đây là Taylor có thêm mấy con tôm. Tôm này thì mình mua về mình rã đông ha. Rồi xong rồi mình lọc vỏ, mình lấy chỉ lưng hết và rửa sạch sẽ. Đây thì là có hẹ, giá với lại củ hành tím. Nguyên liệu và nước mà để xào chung với lại hủ tiếu á, thì là có là dầu hào, nước tương, dầu mè và nước tương đen, đường, muối. Nước để xào á, thì là sẽ dùng một muỗng cà phê, một muỗng canh. Mỗi thứ một muỗng canh. Đây là một muỗng canh dầu hào để mình xào. Một muỗng canh nước tương thường. Một muỗng canh nước tương đen. Nếu mà mình không có thích cái màu đen quá thì mình dùng nước tương thường thôi, thay vì mình dùng nước tương đen. Sau đó thì là cho một muỗng canh dầu mè vào. Đường thì là cho một muỗng cà phê gửi. Mỗi muỗng này là nửa muỗng cà phê bột nem chai. Rồi mình cho cái khuấy cho cái hỗn hợp này nó đều nhau hết. Cái nước này để mình bỏ vô mình xào nè. Tôm thì là sẽ ướp sơ sơ. Tôm này thì là dùng khoảng 150g. Thì tùy theo, nếu mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều. Thì là sẽ cho nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối và một ít tiêu đen. Rồi sẽ trộn lên cho đều. Hẹ thì là sẽ cắt khúc giống như cỡ này. Hành tím thì mình băm cho nó nhuyễn ra để mình đem đi xào cho nó thơm á. Đây cái bịch hủ tiếu này thì mình cắt. Đó. Rồi thế là cho vô cái thau nước. Cái này nước lạnh thôi. Mình ngâm khoảng chừng 5-10 phút vậy thôi. Chảo nóng thì là sẽ cho dầu vào. Cho một miếng hành tím vào. Hay là sẽ xào tôm trước. Đó, bây giờ cái hành nó thơm lên rồi. Mình bỏ tôm vô mình xào. Tôm thì mình không có cần phải xào chín quá, để chín quá thì nó bị khô, nó không ngon. Tôi lật qua một lần là hai bên nó giống vậy là ok. Giống như nè. Đó, nhìn nó đẹp vậy là được rồi. Rồi, thế là sẽ cho lấy nó ra. Mình sẽ lấy tôm ra, tại vì tôm lúc này nó chín rồi. Nó vừa khoảng chừng chín phân nửa đó, còn phân nửa hồi nãy mình cho vô mình xào á thì nó vừa chín luôn. Thế là sẽ cho dầu vào. Mình cho luôn cái hành nè. Hành tím. Cho hết vào luôn. Hành vừa vàng nó thơm lên vừa vàng á, thì tôi là cho luôn hủ tiếu vào.
Sau đó thì là cho nước sốt vào. Mình do cho vào từ từ thôi, sợ nó mặn hết. Rồi lúc này mình cho luôn giá với hẹ. Đó mình chọn lên cho nó đều, cho cái giá với cái hẹ nó cũng chín sơ sơ, mình không có cần phải chín nhiều quá. Lúc này thì mình hay là sẽ bỏ tôm vào luôn, mình bỏ tôm lại ha. Mình xào cho tôm nó chín chút xíu nữa, hủ tiếu bây giờ là bắt đầu mềm rồi đó. Nếu mình thích nên nếm lại thì mình nên nếm, còn nếu không á, một hồi nữa mình cũng có thể ăn cái hủ tiếu này với lại nước mắm, là nước mắm chua ngọt á, mình bỏ vô ăn rất là ngon. Đó, cái hủ tiếu nó có cái màu nâu nâu giống vậy nè. Ở dưới thì rất là nhiều giá hẹ. Rồi bây giờ tôi là tắt lửa luôn. Món này làm rất là nhanh, ăn rất là ngon luôn á. Rồi mình hấp dẫn ra chưa, có mấy con tôm để lên trên. Bây giờ tôi là sẽ cho vào dĩa luôn nè. Hủ tiếu nhìn rất là ngon, hủ tiếu khô. Đây là dĩa hủ tiếu xào giá hẹ của Taylor. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Có mấy con tôm ở trên nhìn ngon ghê luôn. Bây giờ Taylor sẽ ra ăn thử và chia sẻ với các bạn nha. Cái bánh hủ tiếu thì mới vừa chín nè. Nó còn rất là dai. Nó dai mà nó vừa dai mà nó vừa mềm. Mình có làm cho nó mềm quá mình ăn nó không có đủ dai, nó không có ngon. Taylor lấy một miếng rau cải. Mình thích ăn hủ tiếu thì mình lấy thêm nè. Đây. Cái món này á, mình ăn không thì phải thay là ăn thử ra coi vừa miệng không nha. Rất là vừa miệng luôn, nhưng mà cái này nó bỏ mấy nước mắm chua ngọt vô nữa mới ngon. Ngon. Nước mắm ớt chua ngọt. Hay là cho miếng vào. Tại Việt Nam tôi là ăn cái kiểu mà xào hủ tiếu rồi xong mình cho nước mắm vào nữa đó. Cái mùi vị nó khác, nó ăn rất là ngon. Rồi, mình ăn thử nha. Ngon hơn. Hay là thích hơn. Ăn thử con tôm nào. Con tôm mới vừa chưa chín luôn. Hủ tiếu này dai, không có bị bở. Món này mà có tiệc là mình làm cái xào cái hủ tiếu này lên là rất là đắt luôn đó nha các bạn. Ngon lắm. Hủ tiếu nó mềm mà nó dai, rất là dễ ăn, có bỏ mấy con tôm không, hoặc là mình xào thịt bò, thịt gà gì mình bỏ lên cũng được. Cái món này xào rất là dễ và rất là lẹ luôn. Thay lời chúc các bạn thành công với món hủ tiếu giá hẹ ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.